Hồi trước đi làm rồi chưa? Hồi trước con thiện dịch đi cái bà mới ở trên đường À, mà đi đi cái nhà mà đồng hả? bên em là em con bà chị giới thiệu cái chuyện em lấy số điện thoại bên em đi em Không nhớ ấy. một má to tám con con ly rồi em gái rồi lỡ đó mà nói chị lo xong mẹ cũng theo bước luôn thì có kim cũ lấy luôn chứ sao kim cũ nãy giờ lon lồ mà không cũng cũng được to mấy cục đầu nhỏ nữa sao cho mới nói xong nhỏ lại anh bạn những bữa hàng hai bên này đã vẫn phải tiền nữa chứ thì đã biết bóp rung ta luôn không phải nó không có đủ bóng nó căng quá nhưng cái màu là biết không đây là chìa khóa xe gì đấy đó chìa khóa à chìa khóa bọn mình đặt khóa xe Shopee à shop ở Sài Gòn luôn à chịu Chị Long hả?
Nhìn thấy là nhiều quá. Nhìn bớt qua bên kia còn xíu đấy. Không, chị thì răng chị ở đây nè, cơ sở của nó là em chị mà. Nó là sở hiện diện. Còn không thì em lên đây đi. Thì đúng rồi, tại vì cái nó là của em chị này, của chị mà. Xíu gì luôn quanh nàng lại mà có. Xíu gì luôn quanh lại đây nàng lại em không? Không, không nhận cô anh luôn. Nàng còn là sao mà, sao quay mà. Cũng có gì đâu. Chị đau hết đâu. Chưa đau hết nổi rồi. Sáng ra hỏi chờ ai mà thấy hồi sáng giờ luôn á, hồi chị về anh chị hay là làm đó hỏi chi chờ là sớm ba người là ba người vô rồi nè. Mai em nấu à Hảo? Là mốt chị nấu hay con Na nấu ta? Na. Ừ. Vô rồi đi. Yên bữa nay mới nấu mà. Bây giờ Yên ra là tao ăn bụi không mà. Tao lọc ăn xong rồi ăn bụi. Thank you.
quéo.